không có gì nói chung là nổi trội cả. Tự dưng bây giờ nói ra người ta chạnh lòng quá cơ. Nói ra là... Rồi gia đình em ok vợ không? Đó là một câu chuyện khá là dài. Quen vợ em á, là mọi người cũng nghĩ là quen chơi thôi. Anh mà cứ như vậy là em không có cho sanh em bé đâu. Bao giờ mà em thấy anh có thể chững chạc lên chức làm bố được, em sẽ cho sanh kỹ nghe chưa? Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai bạn. Dạ, xin chào Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Ừ. Em tên là Huỳnh Thị Thanh Thảo, năm nay em 21 tuổi, quê em ở Tiền Giang. Hơi bị rung đó nha, hơi bị rung đó nha. Dạ, mời quý vị chồng trước đi. Càng một tay cái này, công chúa trên đây. Rồi. Hỏi ông xã đi, ông xã đi, cây tùng cây bách hỏi trước nè. Dạ. Mời anh ấy giới thiệu. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Quốc Huy, 28 tuổi. Quê ở Thái Bình, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nghề nghiệp là làm ngân hàng. À, làm ngân hàng. Mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Huỳnh Thị Thanh Thảo. Em năm nay 21 tuổi. Quê ở Tiền Giang. Em kinh doanh tại nhà. Wow. 21 tuổi là nhỏ hơn Huy 7 tuổi. Dạ, dạ đúng rồi. Một người thì ở Thái Bình, còn người ở Tiền Giang. Chà, khoảng cách dữ rồi, xa dữ rồi nha. Nhưng mà cùng hai người này cùng sống ở Sài Gòn mà đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Đúng. Đấy, thì cho nên là cô này á, là cổ là em là kinh doanh tại nhà. Dạ, tức là quê em là ở Tiền Giang, nhưng mà anh này về quê xong rồi gặp em. À, dạ, mới về quê em á. Dạ, mới đèo em lên đây. Là ngân hàng cử em chi nhánh gì đó. Chuyện là như thế này, em có anh họ cưới vợ là dì của vợ em. À. Quê ở Tiền Giang, nhưng làm việc thì hiện nay hai anh chị là ở thành phố. Thế là về đám hỏi em là người biên cáp. Vợ em là bên bên già nhà gái. Thì coi như một người phụ dâu, người phụ rể đúng không? Dạ, em thì mới chia tay bạn gái được năm. Nên là chưa có bồ đi. Thì là cũng đang tìm kiếm gọi là yêu đích thực luôn á. Thế là mới gặp vợ em. Thế là thấy ấn tượng liền. Xinh quá mà không ấn tượng sao được ông ơi. Nhưng mà cái lúc đó thì em nhìn thấy anh này thì em có thấy đặc biệt sao? Dạ không, anh này nói chung là cũng không có để ý lắm. Tại vì lúc đó em cũng còn nhỏ nên mình cũng không có tư tưởng nhiều về mấy vấn đề đó. Lúc đó là mấy tuổi? Dạ chắc khoảng 19. Tức là anh này lúc đó vừa xấu nè, vừa cao nè, vừa ốm nè. Không có gì nói chung là nổi trội cả. Tự dưng bây giờ nói ra người ta chạnh lòng quá cơ. Nói ra là chị Hồng Vân nhìn. Ủa nhưng mà tụi em là cưới nhau mới 2 năm đúng không? Dạ chưa, cưới nhau khoảng cỡ 6-7 tháng gì thôi à. Biết nhau là 2 năm, cô dạ. Là 19, nay 21 tuổi rồi. Dạ. Mới 6 tháng. Dạ, tức là lúc đám hỏi là mới gặp anh này mình cũng không biết gì nữa. Rồi xong mấy anh này tự động xin số điện thoại. Lúc đó cũng kiểu nhắn tin qua lại như bạn bè thôi chứ cũng không có tần suất thường xuyên. Xong rồi lại anh này đám cưới lại xuống nữa. Cái là cũng gặp mà cũng chẳng thấy nói chuyện, chẳng thấy gì hết. Nên mình thấy chắc cái này kiểu cà rỡn thôi. À. Xong rồi cái... bẵng đi một thời gian chắc khoảng cả 2 tháng anh này bị tai nạn, đã banh bị đứt dây chằng đầu gối. Dạ. Xong cái em mới nhắn tin với vợ em nói là anh đang nằm bệnh viện. Thế là lúc đó thì vợ thì đang ở trên Sài Gòn làm nhưng mà em không biết, thế là mấy gì nhà vợ mới lúc đó mới thấy em là giống như là gọi là mai mối đi ha. Dạ, thế là mới giục vợ em là qua thăm đi con. Thế là hôm 28 Tết mới hai người gặp nhau ở công viên trước nhà em. Rồi sau đó là bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Hình như là mấy ngày sau thì... Rồi gia đình em ok vợ không? Đó là một câu chuyện khá là dài. Tại vì là nhà em người Bắc hết, vợ em người miền Tây. Và còn trẻ nữa, cho nên là quen vợ em á là mọi người cũng nghĩ là quen chơi thôi. Mà em đã làm bằng cách nào để mà em học Tết là em đưa vợ em lên Sài Gòn để làm việc, thuê chỗ cho vợ em ở trọ, giống như là yêu gần luôn á. Chứ không có cho yêu xa. Không yêu xa nữa. Không yêu xa nữa. Đó, thứ nhất, thứ hai đó là cho vợ làm để mà cho chứng tỏ với ba mẹ em á là vợ em
có khả năng, có năng lực, có đi làm, có kiếm tiền đàng hoàng, chứ không phải là con nít, không phải là xong bố em mới hỏi là thế cưới về vợ làm gì, hay là con nuôi vợ. Em cố gắng chứng tỏ cho bố em rồi gia đình em thấy là vợ em có khả năng, hai đứa công bằng kiếm tiền. Rồi mà sau đó thì ông bà là đồng ý đúng không? Em rất là cương quyết trong cái vụ này, cho nên là bố mẹ em đồng ý cho em cưới. Xong rồi bắt đầu tới 6 tháng sau khi đám hỏi có một sự việc xảy ra nữa. Tức là khi mà đám hỏi thì em với anh này đã bàn bạc với nhau và như thế nào đó. Xong nhưng mà do anh này lúc đó là không có nói để gia đình hiểu về cái phong tục của em nhiều lắm, nên hình ra hai gia đình cũng có một xíu về cái phong tục nó khác, nó không có được như ý lắm. Đó là cũng buồn lắm. Lúc đó là nghĩ là chắc thôi không cưới nữa rồi, chịu hết nổi rồi. Quá nhiều vấn đề rồi, quá nhiều cái khó khăn rồi. Nhưng mà sao rồi thôi suy nghĩ lại, thôi cố gắng lại vượt qua tiếp. 6 tháng sau cưới là lúc đó là anh trai của anh này á, mình không có nói chuyện nhiều, nên thành ra cũng hai anh em cũng không có hiểu nhau lắm. Nên thành ra còn chỉ còn có một tuần nữa thôi là tới cưới thì có một sự hiểu lầm. Ngày hôm sau là em bước khi đi về quê là em tổ chức cưới. Nhưng mà em rất là buồn nhưng mà thôi mình cũng cố gắng, tại vì tất cả những thời gian trước á, mình đã chịu đựng rất là nhiều thứ, mình đã vượt qua được. Thì thôi thì bây giờ cái việc này thôi cố gắng cho qua luôn. Thế là mới cưới xong đến ngày hôm nay. Theo chị như thì bây giờ tụi em đã vượt qua tất cả những điều đó rồi. Dạ, đúng không nè, vượt qua hết rồi. Thì cái điều cần thiết nhất bây giờ là làm sao để hóa giải tất cả những mối quan hệ đó, để sau này con cái của mình rồi còn gặp ông, gặp bà, gặp bác, gặp cô, gặp gì, thì mình là em út mà. Dạ. Mà cái điều đó vừa tốt cho mình, vừa tốt cho chồng, mà lại vừa tốt cho tất cả mọi người. Thì dạ, chị nghĩ không có cái gì mà phải bị tổn thương hay là bị thiếu tế nhị hay là bị gì hết. Có nghĩa là ở đây mình ức. Có, mình ức chứ, ai làm người ai cũng phải vậy mà, đúng không nè? Nhưng mình sẽ là người chủ động trước trong cái mối quan hệ này. Dạ, nhưng là cũng mối quan hệ giữa anh chồng và em dâu tốt hơn, cải thiện nhiều hơn. Thì đó, thì chị, dạ, chị nghĩ như vậy nè, nhân cái cơ hội này á, thì em nói một cái điều gì đó hết sức là chân thành. Em nói bằng cả tấm lòng của em. Anh nghĩ là anh sẽ với gia đình bên chồng thì chị nghĩ là mọi thứ nó sẽ khá hơn rất nhiều. Dạ. Đó, hai vợ chồng cùng nói để cho gia đình mình hiểu. Em nói trước đi. Dạ, sau qua chương trình này thì con cũng muốn cảm ơn đến bố mẹ đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng con có được như ngày hôm nay. Cái thứ hai là con cũng muốn nói chuyện với anh, được chia sẻ nhiều hơn. Tại vì con là người miền Nam, còn gia đình thì là người Bắc, nên thành ra là cái phong tục tập quán thì nó cũng khác nhau. Cho nên con cũng mới về, cho nên con sẽ cố gắng để mà tìm hiểu, để mà gia đình mình gắn kết yêu thương nhau. Đó thì em sống với anh từ bé đến giờ, cho nên là cũng biết là anh rất là tốt. Nhưng mà có chỉ chẳng qua là do cái sự khác biệt về tập quán rồi cách suy nghĩ của hai vùng miền, cho nên là gây ra một số hiểu lầm không đáng có. Nhưng về bản chất thì cả hai bên đều rất là tốt. Hy vọng là anh trai sẽ cởi mở hơn. Rồi tại vì vợ rất là tốt, rất là biết suy nghĩ cho gia đình chồng. Dạ. Chồng á thì là không khéo nói lắm. Có nghĩa là chồng bộc lộ cái điều mình suy nghĩ với những cái văn phong rất là ngắn gọn, xúc tích. Thành ra là em á, là chị nghĩ là em nói nó sẽ mềm hơn. Đó thì sau này là em cứ chủ động em nói chuyện. Dạ. Em nói chuyện với lại anh, với lại bố mẹ nữa. Dạ. Đó. Bây giờ là Huy trước đi. Huy mong muốn vợ mình để thay đổi những điều gì? Có chút xíu thay đổi thôi, là vợ hãy bình tĩnh lại, không nên quá nóng nảy. Rồi mong muốn ông thay đổi điều gì? Đừng có mê điện thoại nhiều quá. Tại vì đi làm về đã xa rồi, không có gặp nhau rồi. Về thì dành thời gian cho nhau. Dạ. Nhiều hơn. Thứ hai là quan tâm, chia sẻ nhiều hơn, ít vô tâm lại. Rồi người biến lại, người biến quá. Dạ, với lại là bớt từ cao từ đại đi nè. Từ cao từ đại nè. Suy nghĩ cho vợ xíu. Nhiều cái xấu quá. Cô còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều lắm đó nghe. Suy nghĩ nhiều quá nên cũng mệt óc lắm ạ. Anh nhớ mình vừa là chồng mà mình phải vừa vai chú nữa đó. Đó thì là mình phải làm gương chứ. Dạ, với lại là cách nói chuyện của ảnh là
phải có chủ ngữ biện đấy ngữ. Rất ngắn gọn và xúc tích đấy. Chứ còn mà ví dụ mà chọc giữa thân bài không là không ai hiểu à. Ví dụ như là nhiều khi là em là vợ nhưng mà đôi khi em còn không hiểu nổi nếu mà ảnh ra ngoài ảnh nói chuyện với người khác, ý ảnh có thể là nó không như vậy nhưng mà người khác sẽ hiểu sai ý ảnh, cái cách nói đó. Em muốn ảnh thay đổi, quan trọng nhất là cái đó thôi. Bởi vì về nhà với vợ thì không vấn đề gì, vợ chồng hiểu nhau, nhưng mà khi mà ra ngoài giao lưu với xã hội thì nó lại khác nữa. Chị thấy là em khoảng cách tuổi tác của em với vợ em là tương đối là xa đó, nhưng mà chị thấy là vợ em rất là chín chắn. Vậy em, vợ em không ngờ là chính mới chắn. Có 20 thôi đó. Đó. 20 còn 21. 21. 21 cũng đúng, đúng 20 cũng được. 21 một tí. Đó. Sắp tới 21. Đấy. À. Thì chị thấy như vậy nè, cái nóng tính của vợ em á thực ra nó là vấn đề về tuổi tác, nó còn nít quá mà. Dạ, đúng không? Dạ, đúng. Thì từ từ đi rồi bình tĩnh nó bớt sốc nổi chứ. Dạ, bây giờ làm sao rồi. Mà nuốt được cái tuổi trẻ của người ta. Cứng đầu nó lắm. Phải có cái thứ tự. Dạ. Chứ đúng không? Dạ. Trong khi mình á, mình lớn tuổi hơn người ta nhiều mà mình bị người ta nói là mình vô tâm là thấy không được rồi đó, đúng không? Rồi nói chuyện không có đầu đuôi rồi là thấy không được rồi đó. Rồi dán mắt vô điện thoại, vợ còn ngon quá, vợ xinh, trẻ trung xinh đẹp gì mà dán mắt vô điện thoại hoài sao mà được. Đúng rồi, đúng không? Có em bé chưa nè? Dạ bọn em tính sang năm ạ. Đấy, chuẩn bị có em bé mà cứ điện thoại này sao mà được. Bởi bớt vậy, cái điện thoại lại. Dạ nhiều khi cứ hay treo đó, anh mà cứ như vậy là em không có cho sanh em bé đâu. Bao giờ mà em thấy anh có thể chững chạc lên chức làm bố được em sẽ cho sanh. Trời ơi, trời ơi, chị phụ nữ 21 tuổi nói mình phải chững chạc lên chạc. Trời ơi. Ôi, chú Bin chúc hai bạn mau lên bé đi. Qua Tết lận. Cái gì? Người ta muốn qua Tết. Qua Tết là cấn bầu. À. Thì dạ. Ta phải ấy công lực từ bây giờ. Bớt bỏ điện thoại đi, tránh xa điện thoại ra. Ví dụ như anh Trúc mà có, mà ổng không thay đổi những cái tính đó rồi sao đây? Nếu không thay đổi thì thôi mình sẽ cố gắng từ từ. Thì phải chịu thôi. Dạ, nói chung cố gắng từ. Nói chung là dạ. Mặt tái đi có lời đáp lại đi. Đó. Mong muốn lắm rồi đó. Tại vì đáp lại đi rồi tôi chúc. Đáp lại đi rồi tôi chúc cái dính liền á. Dạ, em nói đúng ra thì em rất là thương vợ em. Thì cơ bản là có thể em hơi vô tâm thật, tại vì là em thường không quan tâm đến chuyện xung quanh. Em mà không là nói đi. Dạ thì thế cho nên là nói đi, nói dạ đi. Cho nên là vô tình anh chưa thể thay đổi ngay lập tức được, nhưng mà rõ ràng là anh chỉ sống với vợ thôi, chả sống với ai cả, cho nên là vợ là quan trọng nhất với anh. Cho nên là anh thì dù có gì chăng nữa thì anh cũng lắng nghe vợ nhiều hơn. Thì anh sẽ cố gắng là nói chuyện một cách nó rõ ràng hơn. Trước đó sao mềm mỏng rồi. Rõ ràng hơn để cho vợ khỏi bị hiểu lầm. Đấy, em sẽ ghi nhận với nhau. Yên tâm, anh cũng ghi nhận. Dạ. Rồi, xin chúc cho hai vợ chồng Huy trong năm sau nha. Đúng, sẽ có một em bé kháu khỉnh, đáng yêu, dễ thương, xinh tươi, khỏe mạnh xuất hiện trong gia đình của ông bố Huy. Dạ, xin cảm ơn anh. Anh nhìn đầu tiên nó quan trọng. Sắc ca về sắc ca. Dạ. Giỏi và xinh đẹp. Dạ. Đẹp đúng không? Hiền. Hiền. Dạ. Hiền thì ông hiền. Hiền thì ông hiền. Tại vì lúc đó tụi con đi học, tụi con cứ sáp vô nhau nhiều quá nên là thầy cô cũng biết luôn, cái bị mời phụ huynh vô. Ghen dữ lắm. Tại ví dụ như con gặp một bạn nữ mà đứng nói chuyện bình thường thôi, và nữ đó cứ khác giới là có chuyện. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai em. Dạ, con chào cô Học Dân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thị Kim Ngân. Năm nay con 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là kinh doanh hàng Thái ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời con. Dạ, chào chú Thuận, cô Học Dân. Con là Lê Duy. Thì con đang hiện tại là làm bên mảnh tài chính ngân hàng. Hiện tại con đang sinh sống ở quận 8 chung với vợ con. Yeah. Ôi Duy ơi, mà là con là bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Hai đứa hai chồng bằng nhau. Dạ. Chắc là đoán đi, đoán. Quen em, nhau. Em đoán chị cái. Đoán. Hai đứa này là đi học, học chung với nhau từ thời tiểu học, và tụi nó là có một cái thời gian coi như gắn bó với nhau từ tuổi thơ cho đến thiếu niên, và bắt đầu quen nhau và yêu nhau và cưới nhau luôn. Đúng, đúng không?
Dạ, tụi con là quen nhau lúc cuối năm lớp 10. Là hiện tại là đã quen nhau được 12 năm. Bạn này cũng học chung với con luôn, là bạn ngồi đầu bàn, còn con là ngồi cuối bàn. Nhưng mà đầu năm cho tới cuối năm là tụi con không có nói chuyện với nhau, tụi con không có quan tâm. Tới cuối năm luôn, bạn này mới nhắn tin cho một cái bạn chơi thân với con, là một bạn gái. Thì bạn gái đó mới nói với con là bạn này đang tính cua bạn đó, nhưng mà thật ra là bạn này là muốn tìm cách để liên hệ với con, tại vì bạn gái đó là chơi thân với con nhất. Có nghĩa là giả bộ mượn bạn gái cái bắt cầu để mà dạ, mà quen con đó đúng không? Dạ đúng rồi. Dì ơi, cái điểm nào ở Kim Ngân mà con lại muốn tiếp cận với bạn này và con lại thích bạn này? Con nghĩ là cái ánh nhìn đầu tiên nó quan trọng. Sắc ca, về sắc ca không? Dạ. Giỏi và xinh đẹp. Dạ. Đẹp đúng không? Hiền. Hiền. Dạ. Hiền thì không hiền. Hiền thì không hiền. À không hiền. Dạ. Đẹp giỏi mà không hiền. Nhưng mà trong lớp của con là có, ngoài con ra là có đứa nào nó theo đuổi Ngân không? Con nghĩ là không. Có mình con rồi đúng không? Dạ. Chỉ có mình con mới nhận ra được cái vậy nét con, đặc biệt của Ngân. Vậy là con một mình một ngựa thì con đâu có phải chiến đấu với ai nữa. Dạ. Cho nên là chắc là con chinh phục bạn Ngân là không có khó lắm đúng không? Dạ cũng cũng khó, tại vì cũng phải hai mất phải 2-3 tháng. Ừ. Dạ. Ồ nhưng mà cái mối tình học trò lúc đó là chắc cũng phải giấu giếm đó. Giếm. Ừ. Giấu giếm bạn bè, sợ bạn bè nó chọc. Dạ đúng có rồi. Khoảng thời gian đầu tiên mà quen là con không có cho cái bạn gái bạn thân của con biết. Tại vì lúc đầu bạn nó nói là Duy á, Duy nhắn tin cho tao á, Duy cua tao đó. Nhưng mà bạn không biết là bạn này là chỉ có mượn bạn đó để cua con. Dạ đúng rồi, nên là hả, khoảng đó là quen nhau là tụi con giấu bạn cho đó. Bạn bè với lại cả là ba mẹ con cũng không có muốn là quen sớm lúc mà đi học, nên là cũng không có cho ai biết. Tới khoảng giữa năm lớp 11, mấy bạn mới thấy là sao hai cái người này đi học mà cứ sắp sáp vô nhau hoài. Đầu mọi người mới nghi ngờ, mới biết. Đến bao lâu thì cái bạn kia mới biết rằng là cái người mà Duy theo đuổi là con, chứ không phải dạ, là bạn kia? Dạ chắc cũng giữa năm lớp 11. Lúc đó bạn ấy làm sao? Bạn đó với con nghỉ chơi nhau luôn. Nhưng mà chắc bạn đó biết thì lúc đó chắc tụi con công khai rồi đúng không? Dạ đúng chắc rồi. Lúc đó trường cũng biết rồi. Dạ. Gia đình tụi con biết không? Ba mẹ con thì lúc đó thì chắc chưa biết. Tầm khoảng con nghĩ là cuối năm 11 hoặc là đầu năm 12 thì mới biết. Tại vì lúc đó tụi con đi học tụi con cứ sáp vô nhau nhiều quá, nên là thầy cô cũng biết luôn. Cái bị mời phụ huynh vô. Rồi thầy cô mới bắt đầu nói là anh chị coi lại cháu là vậy đó. Đó là gia đình con, còn gia đình Duy sao? Dạ gia đình con thì dễ. Tại mẹ con cũng có chở Ngân về chơi với ba mẹ mấy lần. Thì ba mẹ con cũng dễ, cũng chấp thuận. Vậy con mỗi lần đi chơi chắc phải lén đúng không? Dạ đúng rồi, đi chơi thì cứ phải đúng 10 giờ là phải về nhà. Tại vì sau 10 giờ là ba con sẽ gọi rất là nhiều luôn. Nhưng mà có bao giờ ba mẹ bắt gặp không? Dạ, ba mẹ bắt gặp là chưa. Dạ, chỉ có là con đi chơi về trễ quá thì ba con gọi hoài, xong rồi cái về thì bị la. Rồi suốt thời gian tụi con yêu nhau 12 năm vậy á, là ở bên nhau đủ 12 năm hay là có xa cách năm nào không? Dạ tụi con là cũng quen nhau như vậy luôn. Là chỉ có chia tay một lần là lúc tụi con mới quen, là tầm lớp 11. Dạ là chỉ có một lần duy nhất thôi. Dạ đúng rồi, sau này thì tụi con cứ quen nhau suốt như vậy. Nhưng mà có yêu xa không? Yêu xa thì, đại học xa. Yêu xa thì lúc mà bạn đi nghỉ vụ 2 năm á. Và con với bạn là yêu xa là bạn ở trong chổng, còn con ở ngoài đây. Rồi coi như là ở ngoài này thì cô gái giống như là hậu phương đợi chờ á. Trong thời gian đó tụi con gặp được nhau mấy lần? Cuối tuần á là chủ nhật nào á là con cũng lên thăm bạn này hết. Mà con thì con kiểu không có biết chạy xe á, nên là con lên thăm bạn này thì em của bạn này chở con lên. Dạ. Nhưng mà hỏi Duy nè, cái trong cái thời điểm đó là lúc mỗi lần mà vợ của con lên thăm con á, rồi ở trong đó mọi người có bình phẩm hay có xì xầm hay có này này kia kia nọ không? Dạ có. Nói sao? Thì cứ nói là bạn gái mày đẹp quá. Đẹp mà thủy chung rồi ha, dạ, 2 năm rồi. Trời là cứ thứ bảy chủ nhật là lên thăm. Dạ đúng rồi. Lên thăm lần vậy mua đồ nhiều không? Dạ nhiều, một lần lên mua cả cũng phải hai bao sữa mì. Con thằng mua bánh kẹo Thái. Nhưng mà lúc đó chú hỏi nè,
lúc đồ đó cả là... đơn vị được ăn đồ Thái. Không phải chị, đúng ngoài đời mình không được ăn nè. Để thắc mắc cái này, lúc đó là còn trẻ quá, chưa có đi làm chứ sao tiền đâu mua đồ Thái. Tại vì con là con đã khởi nghiệp từ lúc mà con học xong 12 á. À. Dạ là con bắt đầu kinh doanh, là kinh doanh đầu tiên của con là con bán son tự làm á, son handmade á. Dạ là con đi học làm son nên là con đã bắt đầu kinh doanh từ thời điểm đó. Trời dỗ quá vậy. Ôi như vậy là các bạn là yêu nhau 12 năm trời, không chia tay chứ, chứ ngoại trừ cái thở coi như ấu trĩ ấu trùng. Ấu thơ ấu trĩ ấu trùng. Đó. Còn ngoài đây trong suốt 12 năm rồi, ngoài cái đó là bên không nhau. Là bên nhau, yêu nhau. Và đây là mối tình đầu của cả hai luôn đúng không? Dạ. Wow. Mà sao không cưới sớm mà để chi mà lâu dữ vậy? Đúng rồi. Tới 12 năm mới cưới dữ vậy? Đi nghĩa vụ có 2 năm ra rồi. Dạ, không, tại vì khi mà đi ra quân thì cũng có là tính sẽ cưới. Ừ. Nhưng mà do lúc đó là dịch bùng tới. Cho nên là mới đây thôi. Dạ, mới cưới đây. Là nhưng mà... có sống thử với nhau trước không? Dạ không, tại vì nhà con rất là khó luôn. Ừ. Là tại vì con là chỉ đi chơi tới 10 giờ là về. Với lại là ba con không có cho đi chơi qua đêm. Ừ. Mà ngay cả đi chơi với bạn gái cũng không cho. Ừ. Mà ví dụ mà đi bắn pháo bông mà 12 giờ thì 12 giờ 15 con phải về. Còn nếu mà qua 12 giờ 20 là ba con cũng sẽ chửi, sẽ la con. Rồi bây giờ thôi hỏi luôn đi, coi như là tổng hợp luôn. Trong suốt 12 năm và cho tới bây giờ luôn. Ừ. Là ở bên nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra đó, nhường cho nó trước đi. Nãy giờ thấy nó im ắng quá. Sao tật xấu của ấy là gì? Tật xấu của vợ con có cái tật là không có nhường người khác, đã sai rồi mà còn hay nói lại. Càng với con hay là với tất cả mọi người luôn? Với con với lại mọi người trong gia đình luôn. Coi như càng á, cái tánh càng á, càng quấy đó. Dạ, đúng không? Tức là hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Dạ đúng rồi, hồi đó từ đó từ hồi lúc quen tới giờ. Ừ. Như vậy là sai mỗi lần cũng không nhận là mình sai. Dạ, luôn. Rồi, mỗi sai lần con mà gây với cô ấy là con chỉ có thua với là kèo dưới thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần mà con nói lại thì sao? Con nói lại thì giận rồi này kia thôi. Mình phải sai thôi. Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa? Cô ghen không? Dạ ghen. Ghen giang trời mây sông nước không? Giang trời mây sông nước không? Dạ ghen dữ lắm. Tại ví dụ như con gặp một bạn nữ mà đứng nói chuyện bình thường thôi thì lát hồi về cũng có chuyện. Là mệt. Dạ đúng rồi. Còn nhắn tin với bạn trong công ty hay là về công việc á là cũng nhắn hoài là cũng nói. Ví dụ như bây giờ mà là bạn nữ đó. Dạ nữ đó. Cứ khác giới là có chuyện. Rồi đồng giới rồi có chuyện không? Dạ, đồng giới không? Không có. Đồng giới mà ghen nữa là mệt lắm mà nghe. Vậy thì bạn bè của con trên Facebook đó là thành phần nam hay nữ? Đa số là nữ nhiều. Tại vì bạn... trong công ty con là đa số là nữ. À, bạn Facebook dạ. của con. Mà mỗi lần con vô comment cho Facebook của phái nữ thì vợ con sao? Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. Dạ con quản lý Facebook con luôn mà. Trời đó con, hiểu rồi đó. Con là không bao giờ thấy như là comment coi như những bạn nữ rồi đúng không? Dạ. Rồi sao nè, có thích làm đẹp? Cái này cũng thích làm đẹp sao? Mà làm rất là lâu. Mỗi lần mà đi chơi mà ví dụ như 4 giờ thì cũng phải 5 rưỡi 6 giờ mới xong. Còn dạ, mặc đồ rồi. Nữa là chắc 1 tiếng nữa là 3 tiếng. Thế sao mà làm chi mà lâu dữ vậy ta? Mang dép hay mang giày thôi là đã nửa tiếng, 1 tiếng rồi đó. Suy nghĩ đó phải không? Suy nghĩ là mỗi một lần đi lễ cưới là con cứ như xả vàng. Chừng nào bà kêu xong hết rồi con mới chuẩn bị đồ. Dạ đúng rồi. Dạ thì ngoài là mấy cái tính đó thôi chứ còn... Có hay chụp hình selfie rồi đăng Facebook rồi sống ảo không? Dạ cũng có. Ví dụ như mà đi ăn tiệc tùng á thì hay chụp lắm. Chụp xong rồi mới bắt đầu cho ăn. Ví dụ như đi ăn hai đứa bưng hai cái tô ra thì phải cúng Facebook. Em thì đang đói thì con lấy cái đũa với lại cái muỗng tính ăn. Khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Đó cúng thần Facebook. Cái đó em cũng vậy mà em nói gì. Không, bỏ thôi cái đó coi như là bệnh chung trào lưu. Bệnh trào lưu. Trào lưu đi. Bệnh trào lưu hết thôi. Tha cho nó cái tội đó đi con. Rồi bây giờ con mong muốn em yêu của mình thay đổi điều gì? Thì con chỉ mong muốn là vợ con thay đổi là đừng có nghe lời người khác khuyên. Giống như là mình sai thì người ta khuyên thì mình nên nghe, lắng nghe. Là phải nghe chứ sao con lại là đừng nghe lời người khác khuyên. Em mong muốn là lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe và rồi luôn luôn hiểu nha. Rồi bây giờ tới con đó. Dạ. Tật xấu của ổng là gì? Nãy giờ ổng khui quá trời kìa. Hay quên đồ lắm, như chìa khóa xe đồ là hay vứt lung tung. Xong kiếm là hết thời gian mà đứng kiếm không cũng phải 20-30 phút. Mỗi lần vậy con có cọc không? Hơi bực bội. Cái là bây giờ cái hiện tượng gia đình nhà này đó là mỗi lần đi ăn tiệc
là ông chồng ông chờ bà vợ 2 tiếng đồng hồ mới cắt, nửa tiếng đồng hồ là bà đi thay giày thay dép, bà thay xong xuôi rồi á bà vợ chờ ngược lại ông này 1 tiếng rưỡi đi kìm chìa khóa, là tới nơi là tan món thứ ba làm đi. Tới nơi là người ta nghỉ rồi còn gì không nè. Dạ với lại là hay nóng tánh cọc, tại vì kiếm không được cái đó là bắt đầu cọc lên, tại vì tự cọc với bản thân mình luôn. Trời ơi. Trời ơi lấy đâu mà trời, học tôi cũng bị, tôi bị hoài luôn á thiệt á, tự cọc mà tự chửi bản thân á nha. Rồi còn gì không nè, có mê game mê shopping gì không? Dạ là mê shopping lắm, bạn này là suốt ngày cứ lướt Facebook xong rồi nói là em cái này đẹp quá anh đặt cái này nha, em mua cho anh cái này đi. Thật ra là mua cho mình. Hay săn sale trên Shopee lắm. Mà shipper mà giao tới nhà không phải giao đồ cho con mà toàn giao đồ cho bạn này không. Nên mỗi lần mỗi sáng con thức dậy á, shipper gọi là con bắt đầu bực lên, con nhắn tin á, đặt cái gì nữa vậy, đặt cái gì mà sao không nói. Con bực mình lắm. Mê shopping hơn vợ. Rồi còn gì nữa nè, có mê game không? Mê game luôn. Ồ. Chơi game, chơi ngồi tập trung. Mà có nhiều khi là ăn cái đó ra mà cái món đó nguội luôn, vẫn còn đang bấm chơi game. Nghiện game quá. Cái đó là căn bệnh thời đại rồi, căn bệnh chưa có con cho nên là nghiện game dữ lắm. Con mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ con mong muốn là thay đổi là bớt quên lại. Tại vì thời gian mình quên á, mình sẽ không có thể tập trung vào cái việc khác. Ví dụ như 20-30 phút đó mình có thể làm được một cái việc khác. Với lại là bớt shopping lại để dành tiền. Shopping nhiều quá. Mỗi lần mình shopping con nói vậy anh có muốn có con không? Tại vì có con là sẽ có nhiều thứ là phải để dành tiền. Bớt nóng tính lại, tại nhiều khi kiếm đồ không được cái xong mà cọc lên, mà hay cọc với bản thân mình xong lát hồi cọc lay qua cho người khác luôn. Xong mà tánh con cũng nóng nữa, cọc lay qua con là con cũng sẽ cọc lại luôn. Trời ơi biết sao, hai đứa mới lấy nhau tụi con còn tới 1 năm tới 1 năm rưỡi nữa để cọ sát với nhau á, nên tụi con phải hết sức là nhường nhịn nhau. Tại vì đừng có đứa nào cũng giữ bo bo cái cá tính của mình á, rồi mất công lắm. Mối tình 12 năm quá đẹp đi, bây giờ đến được với nhau rồi phải giữ nhau. Thì mong cho hai vợ chồng của tụi con sẽ tiếp tục yêu thương nhau, tiếp tục xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc bền chặt. Và có thể, thôi cũng lớn tuổi rồi, năm sau làm đứa đi nha. Dạ. À, chúc mừng vợ chồng em vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương. Thật ra em không bao giờ muốn nói thật, cái tuổi thật của mình là vì tuổi khá lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em nói 85 thì bây giờ nó sẽ là 79 thôi nha. Thì tự nhiên cô này bứng bật dậy, anh hợp với em. Anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có ừ không? Cái em ừ luôn. Sau đó là như xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem coi họ mang điều gì đến cho chương trình Vợ Chồng Son trong buổi tối hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ em xin chào anh Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Vũ Hồng Tân, năm nay em 37 tuổi. Hiện đang công tác tại cảng vụ hàng không miền Trung thuộc thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Em làm việc ở sân bay Đà Nẵng à? Dạ em hiện đang công tác ở Đà Nẵng ạ. Dạ em chào chị Hồng và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Thị Huyền, hiện tại em đang công tác tại công ty Cục Hàng không Vietjet ạ. Tụi em từ Đà Nẵng vào đây. Dạ vâng, hai vợ chồng em từ bay. Chắc chắn một điều là tụi em đi bằng đường hàng không đúng không? À, dạ đúng rồi. Tụi em là vào đây là chỉ có hai vợ chồng hay là có ai đi kèm theo nữa không? Dạ có con đi kèm ạ. Ồ con bé được mấy tuổi rồi? Dạ con em được 6 tháng ạ. Khoe bây giờ em muốn khoe cuối chương trình. Đâu. Dạ khoe giờ đi ạ. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho em bé. Thay mặt tất cả mọi người ở đây chúc mừng vợ chồng em. Vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương, quá là đẹp trai. Ôi ôi. Ôi trời ơi, em là nó thần tượng luôn, sao nó nhìn tôi suốt. Em cười. Chúng ta cho một tràng vỗ tay nè. Bây giờ có thể là quay em bé ra nha để cho ông bà nội bà ngoại nhìn nè. Đó. Đây. Bà nội bà ngoại nhìn thấy chưa? Đó. Ồ. Thương không? Rồi. Mẹ chị mẹ bông con nhá. Đi chỗ nghỉ. Hãy kể cho Thuận với chị Vân cũng như khán giả nghe cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ nhau là như thế nào. Lúc đó là em đang đi làm thì giờ giải lao thì có anh bên cơ quan em hỏi em là hợp tuổi nào để anh giới thiệu, thì em mới bảo với anh đó là em thích những người mà chững chạc cỡ là sinh năm 85 hoặc là 84. Thì lúc đó thì chồng em mới bước đi qua quầy của em, cái anh nhân viên đó mới hỏi chồng em là anh Tân sinh năm bao nhiêu. Mà trẻ vậy cái chồng em mới trả lời là anh sinh năm 85. Cái lúc đó rồn ra quá thì đừng lên quay cái ạ.
lại, ơ anh hợp với em này, anh hợp với em này, không biết tự nhiên tại sao mình lại nói vậy nữa. À, rồi càng quá rồi buộc miệng nói luôn đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà khoan xí xí, hồi nãy em có giới thiệu là em 37 tuổi. Dạ vâng anh. 37 thì em là tuổi con dê chứ. Dạ đúng. Như vậy tại sao lại là nó sinh năm 85? Thì tại vì em không bao giờ muốn nói thật cái tuổi thật của mình, là vì tuổi cũng là lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em cũng nói 85 đấy, bây giờ nó sinh năm 79 thế nào. À thì tự nhiên cô này bứng bật dậy, anh hợp với em. Nhìn qua thấy cũng mũi cao mà mắt cũng to mà thư đấy. Cái cảm giác của em lần đầu tiên nhìn cô này, em đã có cảm tình với cô ngay. Dạ đúng đó. Rồi vậy sau thì đó, chắc chắn em sẽ là người đi cưa. Đúng rồi ạ. À, anh nhận em là em có rành không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có ừ không? Cái em ừ luôn. Sau đó là như thế nào? Cái cuộc nói chuyện cũng vui lắm. Cái em mới bảo là em không đẹp gái mà sao em chả có người yêu. Cái ông mới bảo em là có người theo em rồi. Cái người ấm theo chị. Em bảo chứ anh biết là chỗ nào dài cho em không? Cái anh biết, anh biết. Cái anh mới dẫn em đi xem bói. Cái đi xem bói ba lên nó hụt. Không có ai coi bói cho em hết trơn. Anh lừa em chỗ coi bói á chị. Cái chỗ đó đâu coi bói đâu. Cái giả bộ dắt đi thôi phải không? Cái lần thứ tư em tức quá rồi. Cái em sống thẳng ở nhà em hỏi luôn. Con em bố mẹ đi đâu con? Có ai coi bói không con? Dạ bố mẹ con đi la ngoài coi bói hết trơn. Có nghĩa là em cố tình giả bộ là dắt đi coi bói nhưng thực sự để cô đi với mình. Đúng rồi, có cơ hội. Có cơ hội ở gần cô. Chiến thuật hết trơn á. Cũng dữ dằn lắm. Dạ cạo da lắm chị. Cạo da. Cạo. Trong thời gian bao lâu? 3 tháng. 3 tháng là mới bắt đầu yêu nhau. Cưới nhau luôn chứ không phải yêu nó rồi. Tức là yêu trong 3 tháng là cưới luôn rồi. Là cưới luôn, lý do? Cô ấy thì đòi là 2 năm nữa mới cưới. Phụ nữ nói à, mình cứ nghe thôi. Mà kệ, mình cứ làm theo những gì mình làm. Là em vượt qua tất cả để mà em đến em cầu hôn mà em cưới cổ à? Hay là có một sự tác động gì của ai để mà khiến cho đám cưới nó nhanh như vậy? Ông bà nói phụ nữ mà eo to dữ đẹp nên em nhìn thấy cô ấy eo to chắc đẹp tốt nên mình lo cưới sớm làm tới luôn đó cho chị. Làm tới luôn sao? Nãy giờ nói mà không hiểu, nhìn cái lòng vòng nhìn gì là biết rồi. Có nghĩa là anh này á là ảnh thấy cô này là vậy được rồi, ok rồi, cho nên những gì mình suy nghĩ là mình cứ thế mình làm thôi. Yeah. Anh chủ động đúng không? Yeah. Có nghĩa là bác sĩ biểu cưới đúng không? Đúng không? Đúng em. Thôi bây giờ hỏi cô vợ đúng không? Dạ cùng đụng mà. Nhưng mà khi mà bác sĩ báo cưới rồi, yeah, hai gia đình như thế nào? Gia đình em sợ lắm, không có muộn cho em cưới. Lúc mà hai vợ chồng bàn tới chuyện cưới rồi, em mới hỏi là nhà có ai không? Kia có đứa em gái. Nghĩ chứ bây giờ nếu mình nói cho bố cho mẹ thì mình không biết ai là người dễ tính, ai là người khó tính. Hay tốt nhất là nói chuyện với em gái trước. Quân sư cho em. Quân sư cho em. Mày ghê thiệt cất. Rồi sao? Em mới nói với lại em gái em ấy là bây giờ anh chị có một bí mật này, em đừng có kể, anh kể với em thôi, em đừng có kể lại với ai nghe. Em hứa với anh nghe. Anh gọi sao thì anh chị rồi có em bé. Thì em coi sao chứ để bố mẹ phản đối ghê quá. Nhưng mà anh nói khéo khéo, nếu có nói đừng nói gì hết ghê gớm nha, chị nói là có tốt cho anh chị thôi để anh chị tới với nhau. Thì cô em vợ thì cũng còn nhỏ, cô nói toạc luôn với mẹ. Là mẹ ra với bố từ đầu là phản đối kịch liệt luôn á. Nhưng mà bố mẹ cái thôi hai đứa nó thích nhau thì cưới nhau cho nó cưới cho rồi. Tụi em bây giờ là đã ở với nhau được bao lâu rồi? Một năm hai tháng. Rồi kể cho nghe về tật xấu với nhau đi. Vợ em thì lúc đầu mới cưới á thì hiền lắm, ngoan lắm, nhưng mà từ khi đẻ em bé ra thôi em phải nói là sư tử nguyên bầy luôn. Sư tử nguyên bầy luôn chứ mà ăn con nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi ghê vậy. Không ăn dễ, độ tính khá hoàn toàn. Dạ. Không ăn răng. Một đêm mà nha, bắt em thức lên thức xuống 3-4 lần. Thà mình dạy được rồi, cho con bú được rồi đi ngủ không, dòng mà vậy thay quần cho em, thay tả cho em, lấy nước cho em này. Cho em nào? Em bé à. Sáng dậy phải lo nấu ăn sáng cho vợ ăn, vợ thích món đây là phải nấu. Không ăn đâu. Chưa đâu, cứ thấy gào đâu, gào kinh lắm. Gào à. Nếu như mà anh không làm thì cô ấy... Dạ, gào thét là thậm chí còn đánh chồng nữa chứ. Thôi trời ơi. Nhưng mà đánh yêu thôi chứ đánh phải đi vào bệnh viện đâu. Rồi còn gì nữa không? Hiện tại thì em chỉ nói thôi thôi. Chị dám nói vậy thôi đó. Có thêm được miếng nữa được không? Đâu có nữa mới thêm anh. Rồi dằn kìa, dằn rồi đấy chứ. Dằn rồi. Hỏi có ghen không? Vợ có ghen em không? Anh ấy một cái người mà đàn ông mà nói chung là ăn nói và rất là khéo nha, khéo miệng lắm á. Không có sợ không? Lại về thì không sợ, nhưng mà vẫn có ghen chứ. Nhiều gái bú lắm chị ơi. Sinh nhật chồng em, có con bé nó nhắn tin ô bà, chúc ô bà sinh nhật vui vẻ. Các em đâu biết ô bà là ai đâu.
Kệ mi hỏi chồng em là chứ cái con ô ba là ai đấy? Con ô ba là con nào? Tiếng Hàn Quốc là giống như là anh yêu cái gì đó. À. Cái vằn vèo cả buổi mà không có trả lời tớ không biết. Cái chó quá. Cái hôm sau hai vợ chồng đang nằm nói chuyện với nhau cái hỏi sao giờ nay không thấy ô ba nhắn tin nhỉ? Vừa nói tức thì cái ô ba nhắn tin. Cái em cầm điện thoại trong em thấy tin nhắn, em mới cầm đấy. Ô bà đang làm gì đậy ngủ chưa? Cái lúc đó em mới tức điên lên cái em mới nhận lại là ô bà đang ốm vừa ngủ, đừng nhắn tin nữa. Cái từ đó không nhận nữa. Mà giờ em cũng không biết người đó là ai luôn. Dạ đúng rồi. Chị Vân nói đúng ghê, em đúng anh Trọng, bây giờ em không biết người đó là ai luôn. Thôi tôi không ngờ hôm nay chị Vân chỉ lại là thôi về em mở tới nghe. Rồi còn gì nữa không? Nói chung là trong em một người tuyệt vời ạ. Tất cả những công việc mà những người phụ nữ khác họ phải làm, có nghĩa là thay bỉm cho con, với lại là những việc vặt như lau tay hoặc là dọn bỉm cho con mỗi lần em te hoặc là em đi ý là chồng em làm hết, em chỉ việc cho bụng thôi ạ. Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, em chỉ mong muốn một cái là cô ấy nói năng cho nó có một cái chút một gọi là ý tứ xíu, là suy nghĩ trước khi nói. Dạ. Thế còn em? Dạ em thì chị mong chồng em đừng có hút thuốc nữa. Chị nghĩ là cái này thì chồng em chắc chắn sẽ làm được rồi. Hôm nay nghe vợ nói một câu mát ruột không? Chồng em là một người tuyệt vời đó. Vì em bỏ luôn cái kia, nó là em là tuyệt vời nhất. Khi cưới vợ thì em bỏ rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như em rất là thích thú vật á, em nuôi chó đồ đó. Mà giờ có vợ có con là cũng phải bỏ chó vì con. Không, nhậu nhẹt thì cũng gần như là bỏ hẳn rồi. Giờ còn mỗi thuốc lá thằng cày hút mấy điếu thì nhái cũng bỏ luôn thì em cũng chẳng từ từ đúng không? Dạ. Không thì chẳng thà mình chấp nhận mình là người chồng tuyệt vời vợi. Dạ thôi em còn... tuyệt vời được rồi, không cần tuyệt vời là... đâu. Còn hơn là em cũng có hại cho em cái bộ đúng rồi. Bỏ hẳn luôn nữa là tuyệt vời sức khỏe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn đầy ắp tiếng cười trong gia đình và có thật nhiều sức khỏe để chăm em bé cho thật tốt nha. Dạ, rồi cảm ơn em. Hai anh chị khỏe. Cảm ơn em. Nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Thì đi ăn uống, đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh đi vô trong nhà vệ sinh, cái mẹ em nói Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Tao thấy nó lùn quá. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn. Đó là vui. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng. Rồi mời hai em ngồi. Dạ cảm ơn. Không biết là hai đứa đó là có nôn nóng lên chương trình Vợ Chồng Son này không ạ? Dạ nôn chứ ạ. Rồi cảm ơn hai em đã yêu mến chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trường Di. Hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em làm ngành gì nè? Dạ em làm tài xế. Tài xế rồi. Bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi nè? Dạ 27. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Phận. Em tên là Lê Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 27 tuổi, em làm kinh doanh quán ăn ạ. Ăn ăn món gì à? Dạ ốc. Trời ơi, món tủ của tôi ở đâu? Ở đâu địa chỉ? 1333 Hoàng Sa, Tân Bình. Gần đây nhưng mà em đi đâu mà gần đây. Rồi bây giờ nè, hai đứa lần đầu tiên hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Và có ấn tượng gì về nhau không? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở một nhà hàng. Lúc đó em đi xin việc làm. Dạ em bị làm lễ tân rồi mới gặp rồi này kia rồi mới nói với nói chuyện này kia với nhau. Nhưng mà em lần đầu tiên em gặp cô gái này, cái gương mặt của cổ và cái cử chỉ của cổ là em có kết liền không? Không, nói chung là lần đầu tiên em gặp á thì khuôn mặt thì em không ấn tượng. Nhưng mà em chỉ ấn tượng được cái dáng thôi, với cái nước da. Dạ. Dáng cao ốm đúng không? Dạ đúng rồi, cao hơn em. Da trắng mịn đúng không? Còn em sao, em gặp bạn này em ấn tượng gì? Mới đầu tiên là không ấn tượng, nhưng mà đến mấy hôm sau á thì nhắn tin rồi đi chơi thì em mới nhìn em kỹ thì em mới ấn tượng bởi cái nụ cười á. Anh ấy là người chủ động xin số điện thoại em đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó có điện thoại rồi chắc là tán suốt đúng không? Dạ đúng rồi, tán suốt luôn mà. Tán không để cho người nào tán luôn. Bao nhiêu lâu thì tỏ tình này? Tại vì đợt đó đợt Tết á chị. Em đi về quê hai mấy ngày em mới vô lại. Thì em tính là em để về quê vào thì em mới trả lời để em
xem là khi em về quê thì có nhắn tin gọi điện nhiều hay không. Nhưng mà khi em về quê rồi á, thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện trơn á. Gọi điện suốt, mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào nói chuyện hoài luôn, mà tôi thấy tôi mệt ghê luôn á. Nhưng mà rồi ăn Tết trở vô thì sao nè, chuyện tình là đi đến đâu nè, phải có tình nhiều đúng không? Em ở ngoài quê thì em nói là nếu như mà được á thì để em về quê vào thì mình sắp xếp đi Vũng Tàu chơi một chuyến. Thì lúc mà em xuống sân bay Tân Sơn Nhất á thì anh Giang đón em rồi đi Vũng Tàu luôn, đi thẳng Vũng Tàu luôn luôn đó. Đi ô tô hay đi xe máy? Đi xe máy ạ. Không cần nghỉ ngơi em ơi, cái tình yêu tuổi trẻ nó ngộ nghĩnh lắm. Rồi chuyện gì xảy ra trong cái đợt đi Vũng Tàu đó? Vui không? Thì lúc xuống Vũng Tàu hai đứa tính là thuê hai phòng, nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Thì cuối cùng hai đứa cũng thuê một phòng hai giường. Thì lên đó tắm rửa nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh cái lúc mà em được cô ấy coi như là ngỏ lời là đi Vũng Tàu là chắc trong đầu chắc cũng manh nha đúng không? Có ủ mưu chưa? Thì có. Có đấy chứ. Trời ơi. Nói là ăn hải sản là cũng có một sự trong cái chị. Hải sản là khỏe lắm đó nha chắc chị. Chắc ăn đồ sống không luôn. Nào sống chấm một tạc không? Sau đêm đó thì có ở lại không? Chuyện gì xảy ra nữa? Sau đêm đó là về là cảm thấy là càng yêu nhau hơn. Đúng. Càng muốn cắt kết nhau hơn. Mà kiểu là trong đó lúc đầu em là muốn cưới người này rồi. Nhưng mà kiểu là thời gian vẫn còn ngắn quá đó, là mình muốn để thêm một thời gian nữa. Nhưng mà người tính phùng bằng trời tính. Thì tầm tháng hơn tháng sau thì em có bầu. Bác sĩ hay quá. Đúng rồi, bác sĩ là báo tin vui đúng không? Dạ. Đó. Khi em biết tin vợ có bầu gì đó em vui không? Dạ vừa vui mà vừa hoang mang. Sợ. Dạ đúng rồi. Tại vì thấy còn trẻ quá đúng không? Sợ. Dạ đúng rồi, tại vì hai đứa vẫn đi làm cái công việc bình thường, nói chung chưa có ổn định gì hết. Nhưng mà em thì có gặp mẹ của Thảo không? Dạ gặp rồi. Em buồn cười mỗi câu là anh đi vô trong nhà vệ sinh cái mẹ em nói Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Tao thấy nó lùn quá. Quê nhờ. Quê nhờ. Chọn lần nào cao cao tí, chọn lần lùng quá hả? Em nói nó cười. Nhưng mà thôi, con dính rồi mẹ ơi. Đó. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi, giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn. Đó là vui. Rồi sau đó là bao lâu thì mới cưới? Sau đó phải tầm 2 tháng, 3 tháng nữa mới cưới. Nhưng lại chưa có thời gian tìm hiểu nhau mà đã thành vợ chồng liền, là đi vào cuộc sống hôn nhân liền đúng không? Đúng không? Rồi nếu vậy thì trong cuộc sống hôn nhân là các bạn có hay gây lộn rồi này kia xích mích cãi cọ nhau không? Gây lộn thì gây lộn to thôi chứ không phải gây lộn mà bé, gây lộn mà sóng gió đó, sóng gió to luôn á. Là lý do sao nè, sóng gió sao mà hai đứa chăm em bé rồi xong rồi là không có hợp về cái cách chăm sóc cái gì đúng không? Dạ. Thì mới sanh về tầm được nửa tháng. Thì em bé cứ hay khóc đêm này kia. Thấy sanh xong là bắt đầu thấy thay đổi rất là nhiều luôn. Mệt mỏi này kia, cáo này kia lên. Thì nói chung thì vợ mệt thì chồng cũng mệt. Bắt đầu trong nhà nói chung là không có cười nói chuyện vui vẻ này kia nữa. Bắt đầu mới cãi nhau. Quạo. Cãi nhau. Dạ. Nhưng mà gây nhau lớn như vậy thì là có huề nhau nhanh không? Hay là hôm sau về lâu? Rồi, hôm sau về rồi. Đúng rồi, có đến nỗi mà giận nhau đến cái mức mà chồng phải bỏ nhà, đi khỏi nhà hoặc là vợ đòi ly dị hay này kia nọ không? Là chồng giận là bỏ nhà đi luôn á? Bỏ về nhà mẹ đẻ, ngủ đến sáng hôm sau về. Em ở nhà em trông con. Tưởng ông Hoàng kia ông ở luôn, ai dạy em đi về bọn. Đêm đó em ngủ, em thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm. Tại mệt. Mấy ngày mấy đêm không ngủ. Thôi nhưng mà nói chung là hai vợ chồng là chỉ có xích mích cái chuyện đó là lớn nhất thôi. Dạ, đúng không? Và từ đó tới giờ là không. Dạ. Nhưng mà hỏi thăm em bé bây giờ nó bớt khóc chưa? Dạ bớt rồi. Thường là nó 3 tháng à. Nó qua 3 tháng 10 ngày. Đúng rồi. Khóc dạ đề á là thường 3 tháng 10 ngày là nó hết á. Dạ. Thôi chúc mừng nghe. Dạ. Rồi. Bây giờ đến tới cái phần vui tật xấu. Tật xấu của chồng là gì nói đó. Chồng em nó chỉ được cái nóng tính thôi à. Ừ. Nóng tính lắm. Chỉ bị chứ không phải chỉ được. Nóng cái đó mà được. Nóng mà giống như kiểu ai đổ nước sôi vô người á, nhưng mà tí là hết à. Nhưng mà mỗi lần nóng lên thì thể hiện như thế nào? Đập đùi. Kiểu cứ khùng lên vậy á. Còn bây giờ còn đập không?
Bây giờ thì đỡ rồi, giờ cũng phải ngồi trước được 10 thì bây giờ đỡ được 5 rồi. Thì đập đập đồ này rồi, có đập vợ không? Đó, hôm bữa đòi đòi ly dị là đánh em cái em mới đòi ly dị đó. Đó. Đánh em cái mà má em đòi ly dị đó. Nhiều lúc em không muốn chia sẻ nữa, tại vì mình muốn là mình nói ra cái bắt đầu khùng lên, em không muốn chia sẻ nữa. Hãy cho về nguy hiểm lắm nghe. Rồi cái gì nè? Vậy thôi là chứ chồng em số 1 lắm. Chăm con nè, thay biển nè, tắm nè, rồi hả ru con ngủ ở chung làm hết. Từ lúc cưới vợ về là không có bạn bè gì, không có nhậu nhẹt gì, không có hút thuốc, không có gì luôn, không cà phê, cà pháo không gì hết trơn. Ở nhà không à. Không mê game, không mê gì hết. Mê game thì thỉnh thoảng chơi vui thôi, nhưng mà nhiều lúc mê game không phải mê đến độ mà vợ nhờ cái gì đó mà từ từ anh làm để anh chơi hết. Không, nghĩa là đang chơi game mà vợ nhờ cái là bỏ điện thoại xuống là đi làm luôn chứ. Ôi, đau quá. Có mê mua sắm gì không? Chồng em thì ăn cái gì cũng được, nói chung là cái gì cũng được, cho ăn cái gì cũng được, nhưng mà mặc đẹp, đi ra ngoài đường là phải mặc đẹp. Mặc đẹp, ăn là có mặc đẹp. Đồ hiệu không? Mặc đồ hiệu. Mà có mê mua đồ hiệu không? Không mê, thỉnh thoảng mua được một hai đôi hay là một bộ đôi, một áo. Thế gì đủ rồi, cho dù có mê đồ hiệu hay là cái gì á, là mê đồ hiệu không phải là tính xấu. Yeah. Mà cái đó chỉ xấu khi nào mà mình không đủ khả năng, mà mình vẫn tìm mọi cách để mà mình sở hữu được cái món đó, thì cái đó mới là phải thay đổi. Yeah. Chứ còn mê đồ hiệu ai cũng mê hết trơn. Tại đồ hiệu nó tốt mà, nó đẹp nữa, mà em giống mê mà. Rồi bây giờ thấy em nó gì? Dạ, kể tật xấu hay là tật tốt chứ anh? Tật xấu, ở đây không có kể. Mình là chương trình khai tật xấu. À, khai tật xấu đúng không? Xấu nhất là cái tật mà hay cầm rạm, hay nhăn nhó. Em thì em cái gì cũng được chứ, nhưng mà em ghét nhất là nhăn nhăn suốt ngày. Đó, ví dụ có chuyện gì nói ra, chứ mà nhăn nhăn này kia mà tới họ mà nói chuyện ra bắt đầu mà cãi ông ống ống lên, là nói chung là sừng sừng mặt lên, nó lại không thích kiểu đó. Ngày xưa tánh mình rất là nóng, hai vợ chồng đều một mạng nhau luôn, mình quả hết luôn, rất là nóng. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi mình mới từ từ mình mới rút ra được này kia. Thôi bây giờ có chuyện gì giận dỗi hay chăng nữa, bỏ đi chút xíu đi rồi về cho nó yên lành nữa. Còn tật xấu nữa là quên trước quên sau. Từ lúc mà chưa có con tới lúc mà có con đi cũng vậy nữa. Hậu đậu không? Hậu đậu lắm. Mẹ thì chỉ có mình vợ thôi. Dạ. Cưng nên là được chiều. Cưng mẹ lo cho hết. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Là không biết làm. Ở nhà công việc nhà đồ là có làm hết luôn không? Em làm hết. Không làm hết thì em không có làm. Sáng là thức dậy nè, hỏi ăn gì, đi mua cho, rồi về giặt đồ cho con. Xong bắt đầu ngâm bắt đầu mới sấy bắt đầu mới phơi lên. Cổ có giặt không? Từ hồi mà sanh tới giờ chưa giặt được một cái quần luôn. Con đang chống cự mà. Tại vì không phải là không làm, nhưng mà không có để cho làm. Tại vì còn trong cử không cho làm. Trời ơi, vậy em có mong vợ em thay đổi gì không? Nói chung là chỉ mong vợ thay đổi là làm cái việc gì mình cũng nên sắp xếp trước sau này kia rồi mình phải làm. Chứ đừng có giống như hồi chiều này, đi làm tóc từ hồi 8 giờ rưỡi sáng mà tới 3 giờ 10 mới xong. Mà mình đã hẹn với chương trình là 3 giờ 30 là có mặt rồi. Làm tóc xong rồi kia cái đầu ướt nhẹp luôn, đầu nó bảo hẹn đi luôn. Chạy qua đây là đúng 4 giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Duy thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt nóng tính lại thôi. Nghe vợ nói một tí, ví dụ như là có chuyện gì thì hai vợ chồng chia sẻ nhau một tí chứ. Nhiều lúc mà muốn chia sẻ mình không biết chia sẻ kiểu gì. Đừng có sưng cồ lại, dạ. Đúng không? Thế sao hai đứa bây giờ thì mình không có thời gian tìm hiểu nhau trước. Dạ. Đó, cái mọi thứ nó bước vào cái cuộc hôn nhân nó nhanh quá. Thì thành ra là bây giờ tụi em gần như là phải khám phá và tìm hiểu nhau đó. Thì đùng một cái là về đã hôn nhân thì chớ lại là có con ngay nữa. Dạ. Có con liền. Ừ. Dạ. Thì nói chung là hai bạn phải cảm thông rất là nhiều cho nhau. Dạ. Thì bây giờ về phía mình thì mình cố gắng là mình tìm hiểu đi, tại sao anh nóng. Thì lần sau mình né những cái đó đi. Thì từ từ sẽ thành cái thói quen là sẽ bớt dần và bỏ hẳn. Thì cái điều đó có lợi cho mình thôi. Dạ. Thì còn về phía em á, thì thực sự bây giờ vợ em á, trong cái thời gian này thì thực sự vợ em có những cái mà, thứ nhất là về trí nhớ nha, giống như lực bất tòng tâm vậy đó, muốn nhớ mà nó cứ nhớ quên nó chưa đâu. Con khi nào con phải chừng một năm mấy á thì mới ổn định lại cái nội tiết tố trong người mình á. Yeah. Thì bắt đầu mình mới có thể ổn định lại được ha cưng. Ha. Yeah. Thì là những cái thời điểm như thế này là thời điểm người phụ nữ á, rất dễ tủi thân nè, rất dễ mặc cảm mà rất dễ buồn. Thì ở đây chị đừng nói hai đứa đều biết những cái điều đó để mình giữ cho nhau, mà mình phải làm sao mà mình cố gắng mình yêu thương nhau hơn. Dạ. Đúng không? Nếu mà mình nghĩ là mình sống nhau suốt đời. Nha. Yeah. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Hy vọng là những chia sẻ của chị Vân sẽ giúp cho hai vợ chồng em có thêm kinh nghiệm. Dạ dạ dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình.
Hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều nhiệm với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu. Vậy giữ giá đúng không? Bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Thì thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngửa nữa. Thôi rùa bò lật ngửa. Đi nói kia. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ dạ đúng rồi. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em mà. Em mà gặp cặp vợ chồng và ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nó mở mắt em mở nha. Mở mắt đi ơi. Ta đời rồi. Em ơi, chào em. Trời ơi. Thấy. Ngồi đi, thấy. Xin chào người bạn. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Vì các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thế bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh Quốc Thận. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Thôi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi mà gọi kiểu dân gian là sếp của anh Phúc đó. Bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống nè, thì lúc đó là siêu mẫu. Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn ha. Xoàng em sao xoàng? Dạ. Võ Thị Hồng Soan á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á, thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chân của anh. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều nhiệm với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự, nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng lầm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà dạ, là như thế đúng không? Rồi bao lâu, khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau, cơ hội làm việc chung với nhau? Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị với Vân. Chị với Vân? Dạ, với Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi đấy, cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Với Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Thì vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có lành. Thì sau đó mới về, mới search lên trên mạng
Em mới thấy Kim Cương mới nói à thôi cũng được. Okay. Cũng được, cái từ cũng được nha. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Đó, mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng rồi, gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc, cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau thì ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết ông Phúc. Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự với xin số, lấy số điện thoại, giữ contact, rồi từ từ mình nói chuyện sau. Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng, mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Mà có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó nghĩ chưa. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu, thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình nhắn... bị lậm vào nhân vật gì đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết mà, tại vì em biết không ngày xưa lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Rồi tối về rồi cũng đâu ngủ được. Cũng đâu ngủ vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Bởi vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau thì đáp thì cùng cỡ tụi tôi rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi, xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không, em lại phải đi diễn gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng á, thì coi tuổi thôi, như cô này là tuổi gì rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin. Thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó sau một tháng không gặp mà chỉ trời nó mãnh liệt chứ không nó gần liệt, nó la mà lắm luôn, nó la mà lắm luôn á, có nhào tới ôm đi. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế, và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá, và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi, em không thể nào tập nổi nữa, mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút, em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa, thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa, mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà
qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó. Là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Tức nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài, và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sắp ở trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Đây mới nói, nhiều khi em nghĩ trời ơi, không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ khán giả yêu mến anh Nguyễn Ngọc Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của ảnh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này, cái này ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh đánh vô toilet ngồi chống một thí cờ lâu vậy đó. Thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu gì đó. Thì em ngoài này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là ví dụ như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa, thí cờ lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu lề như vậy. Mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày cái em nhìn thấy được cái đó, em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình ngày cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên đi nói kia. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ dạ đúng rồi. Ngày xưa ở chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. À đúng rồi. Cái đâu cao lắm rồi. Con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi, thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sàng nói tiếp với em, anh còn sở đoản, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là ảnh mê tới gọi là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là để kiển hết. Dạ, ảnh thích để kiển mà trên lầu rồi. Sao nè, còn gì nữa không? Dạ, khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô bé có tật xấu gì không? Dễ kể à, thì, kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Nó bảo hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Thật là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước là chạy theo là em né ra cái chỗ khác để bỏ chạy nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn đóng lại. Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Nhỏ này rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không, nhưng mà được đấy, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Ừ, nó có ghen với em. Đó,
Cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm chân kia. Đó, là quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc chứ cũng hở hở nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi, vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. À, nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng. Mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa. Đó, thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. À. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Chứ nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc xem mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Vì sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với ảnh. Nên là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị.